vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá trên kênh Nhật báo 24 giờ. Sau đây là những tin tức nóng nhất có trong bản tin hôm nay. Thông tin đầu tiên, trực tiếp buổi tập chiều 28 tháng 10 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, VFF báo tin vui cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park. Chiều 28 tháng 10, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2, hướng tới trận đấu gặp Nhật Bản trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á. Buổi tập bắt đầu vào đúng thời điểm trời mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp, không tạo ra cảm giác khó chịu như những ngày nóng nực cao điểm của mùa hè. Thử thách đối với cầu thủ không đến từ thời tiết mà đến từ yêu cầu của huấn luyện viên Leon Chin trong các nội dung củng cố thể lực. Vẫn là những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên, khiến cầu thủ phải nỗ lực mới có thể hoàn thành. Đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam là Nhật Bản ở đẳng cấp khác biệt so với Trung Quốc và Oman. Do vậy, nếu không đảm bảo yếu tố cơ bản là thể lực, học trò của thầy Park khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu. Ở 4 trận vừa qua, mặc dù không giành được điểm số, nhưng tuyển Việt Nam gây ấn tượng với tinh thần thi đấu rực lửa, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Tuy nhận được lời khen của đông đảo người hâm mộ, nhưng theo chia sẻ của đội trưởng Quế Ngọc Hải với đồng đội của mình, nếu chỉ có cố gắng thôi thì chưa đủ, đội tuyển phải làm thế nào để đạt được kết quả tốt hơn tại những trận đấu tới. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều nay, tiền vệ Phạm Đức Huy bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Quế Ngọc Hải. Khi vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn. Mỗi cầu thủ chúng tôi đều mong muốn làm được điều gì đó to lớn hơn cho dấu mốc sự nghiệp của bản thân mình. Để đạt được mục tiêu ấy, trong hai trận sắp tới đây trên sân Mỹ Đình, chúng ta phải có kết quả tốt. Mục tiêu rõ ràng vẫn là thi đấu tốt, thể hiện tinh thần Việt Nam và có điểm. Đây là trận đầu tiên từ Việt Nam giành quyền vào đến vòng cuối cùng của sân chơi gặp các đội bóng hàng đầu châu lục. Vì vậy, vấn đề kinh nghiệm rất quan trọng. Hy vọng với sự tập trung chuẩn bị như hiện nay, ở lượt về toàn đội có kết quả tốt hơn. Phạm Đức Huy là một trong những cầu thủ chủ chốt trong đội hình tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, thời gian sau đó do ảnh hưởng của chấn thương, nên Đức Huy đã không đạt được trạng thái phong độ cao nhất. Gần đây, tiền vệ có phong cách thi đấu như một chiến binh nơi tuyến giữa này, ngày càng nhận được sự tin tưởng của thầy Park và có màn trình diễn khá tốt khi được đưa vào sân thi đấu. Chia sẻ về điều này, Đức Huy nói, trước khi lên tập trung cùng tuyển, phong độ của tôi không được tốt. Nhưng sau khi quay trở lại và được tập luyện cùng cường độ rất cao trong môi trường đội tuyển, cũng như hòa nhập với anh em trong đội, tôi dần lấy lại được phong độ. Tôi nghĩ với những cầu thủ mới hay những cầu thủ cũ, cơ hội cạnh tranh vị trí là như nhau. Ai được ra sân thi đấu phụ thuộc vào quyết định của ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng. Sau hai trận đấu sân nhà tại vòng loại 3 World Cup 2022 vào tháng 11, tuyển Việt Nam dự kiến đi Vũng Tàu. Nhiệm vụ quan trọng của thầy trò ông Park bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2022. Xin được nói ngay là tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch dự kiến đi Vũng Tàu nhưng không phải để nghỉ mát, hóng gió biển mà là để tập huấn, chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tháng 11 tuyển Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản và ngày 11 gặp Ả Rập Xê Út ngày 16. Hiện tại, đội đang chờ thầy Park từ Kyrgyzstan trở về mới chốt kế hoạch chính thức. Nhưng nhiều khả năng sau trận ngày 16 tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày và tái tập trung tại Hà Nội. Và nếu như không có gì trục trặc, có thể tuyển Việt Nam sẽ đi Vũng Tàu tập huấn. Việc thay đổi địa điểm tập huấn cũng có nhiều tác dụng, giúp cầu thủ thoát khỏi sự nhàm chán, tăng hưng phấn. Dĩ nhiên, vấn đề đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đặt lên hàng đầu. AFF Cup 2020 sẽ thi đấu tập trung tại Singapore từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tuyển Việt Nam ở cùng bảng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Nhiệm vụ của thầy trò ông Park bảo vệ thành công ngôi vương. Phát biểu về bảng đấu của tuyển Việt Nam, ông Park cho rằng các đội tuyển của Đông Nam Á đều có trình độ gần như tương đồng, vậy nên tôi nghĩ kết quả bốc thăm như thế nào thì cũng là bình thường. Chúng ta gặp đối thủ khó nên phải nỗ lực nhất ở từng trận. Mục tiêu đầu tiên cần vượt qua vòng đấu bảng trước đã, sau đó mới có thể tính tiếp đến vòng bán kết và trận chung kết. Hiện tại tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại 3 World Cup, rõ ràng chúng ta gặp nhiều khó khăn do phải di chuyển để thi đấu sân khách, sân nhà,
cũng khá mệt mỏi. Thêm nữa, V-League hiện nay không thi đấu nên tuyển chọn cầu thủ chỉ có thể lựa từ danh sách mà chúng ta đang chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup mà thôi. Ngoài ra, với các cầu thủ chấn thương, chúng ta khó tìm kiếm nguồn lực bổ sung nào khác. Tin tiếp theo, VFF báo tin vui về sân Mỹ Đình trước hai trận đấu của tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đủ điều kiện tổ chức hai trận của tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngày 27 tháng 10, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có cuộc khảo sát đánh giá chất lượng sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trao đổi với truyền thông, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, qua kiểm tra, sân Mỹ Đình sau khi được sửa chữa hiện đáp ứng được yêu cầu của AFC. Hiện chỉ còn một số phòng chức năng cần hoàn thiện thêm, có thể cần khoảng 2-3 ngày. Ngoài ra, chất lượng mặt sân cỏ Mỹ Đình tốt hơn so với trước, ông Lê Hoài Anh cho biết. Trước đó, sau trận với Australia, sân Mỹ Đình bị phản ánh xuống cấp do không được chăm sóc tu sửa. Ban quản lý khu liên hợp kêu hết tiền, trong khi Mỹ Đình theo kế hoạch là công trình quan trọng phục vụ đăng cai SEA Games 31. Sau một tuần ồn ào, Mỹ Đình được cấp kinh phí sửa chữa. Trả lời Tiền Phong, Phó Giám đốc khu liên hợp Trần Văn Chiên hôm nay cho biết, sân trong điều kiện tốt nhất ở hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 sắp tới với Nhật Bản và Australia. Liên quan hai trận đấu của tuyển Việt Nam, VFF mới đây phân phối xong vé xem cho các cổ động viên. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết hiện ban tổ chức đang tiếp tục triển khai công tác nhằm đảm bảo hai trận đấu diễn ra an toàn, thành công. Bên cạnh an ninh, vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 được ban tổ chức đặt lên hàng đầu. Tin tiếp theo, Nhật Bản sẽ sa thải huấn luyện viên Moriyasu nếu không thắng tuyển Việt Nam. Kính thưa quý vị, truyền thông Nhật Bản cho hay, huấn luyện viên Moriyasu khó giữ được ghế của mình nếu như Nhật Bản không thắng được đội tuyển Việt Nam ngày 11 tháng 11 tới đây. Tờ Nikkan Sport của Nhật Bản viết, tuyển Nhật Bản phải giành được 6 điểm trong hai trận đá sân khách tới đây gặp Việt Nam 11 tháng 11, gặp Oman ngày 16 tháng 11 mới có thể vượt qua vòng loại. Nếu trận đấu với Việt Nam kết thúc bằng tỷ số hòa hoặc tệ hơn, khả năng ra đi của huấn luyện viên Moriyasu có thể được khơi lại như trận đấu với Australia ngày 12 tháng 10 vừa qua, tờ Nikkan Sport thông tin. Trước đó, tuyển Nhật Bản có 2 trận thắng và 2 trận thua sau 4 vòng đấu đầu tiên thuộc vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ mới có 6 điểm và xếp thứ 4 tại bảng B. Thành tích này không tương xứng với chất lượng của nền bóng đá Nhật Bản, nên huấn luyện viên Moriyasu đối diện áp lực rất lớn. Phía truyền thông Nhật Bản cho biết huấn luyện viên Moriyasu hiện nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản GFA Kojo Tashima. Nhưng nếu đội bóng xứ sở mặt trời mọc tiếp tục không có kết quả tốt ở các lượt trận tới đây, người đứng đầu GFA khó mà che chở cho huấn luyện viên Moriyasu. Tờ Nikkan Sport dẫn lời ông Kojo Tashima, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Tôi vẫn muốn cho huấn luyện viên Moriyasu thời gian, tôi muốn ông ấy nhận được sự ủng hộ tốt nhất từ trong nước. Trong trận đấu với Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 tới đây, Nhật Bản thiếu vắng hai tiền vệ thi đấu tại châu Âu, Takefusa Kubo đang khoác áo Maluka theo hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Real Madrid, Rizudan khoác áo câu lạc bộ PSV của Hà Lan. Đấy càng là lý do khiến giới bóng đá Nhật Bản thận trọng. Dù so về lực lượng, tuyển Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn hẳn tuyển Việt Nam. Chưa kể bóng đá Nhật Bản còn thận trọng khi ở trận tới đây, tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà có khán giả. Theo tờ Nikkan Sport, tiền đạo này sẽ tạo thêm động lực, thêm lợi thế cho đội bóng của thầy Park. Để sang tin cuối cùng trong bản tin thưa quý vị, Nhật Bản kỳ vọng vào nhân tố mới, chờ đấu tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Moriyasu của tuyển Nhật Bản vừa tiết lộ ông triệu tập thêm một vài gương mặt mới chuẩn bị trận đấu với Việt Nam ngày 11 tháng 11 tới đây. Trả lời các kênh trực tuyến tại Nhật Bản trong buổi sáng 27 tháng 10, huấn luyện viên trưởng đội bóng xứ sở mặt trời mọc, ông Hajime Moriyasu cho biết, ông có một số phương án nhân sự mới trước trận đấu với Việt Nam. Hiện tại, Nhật Bản có ít nhất 3 ca chấn thương có thể vắng mặt ở đợt tập trung tới đây. Số này có 2 người đang chơi tại châu Âu là các tiền vệ Takefusa Kubo và Rizudan, cùng tiền đạo đang đá bóng trong nước cho câu lạc bộ Vissel Kobe, Yuya Osako. Nói về chấn thương này, huấn luyện viên Moriyasu cho biết, tôi được báo cáo là quá trình hồi phục của họ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi muốn nghĩ cho tương lai của họ và chưa thể đưa ra quyết định mạo hiểm vào lúc này. Rất khó để tìm người mới ở thời điểm hiện tại. Tôi luôn đắn đo về chuyện những cầu thủ mới có thể kết nối với các cựu binh hay không. Ông Moriyasu nói thêm. Mặc dù vậy, theo truyền thông Nhật Bản,
huấn luyện viên Moriyasu đang đặt niềm tin vào tiền vệ Ao Tanaka đang khoác áo câu lạc bộ Düsseldorf của Đức. Hy vọng cầu thủ này trong hai trận đấu vào tháng 11 tới đây, trong đó có trận gặp từ Việt Nam. Ao Tanaka năm nay 23 tuổi, mới có 3 lần khoác áo tuyển Nhật Bản và ghi được một bàn thắng. Nikkan Sport của Nhật cho biết, Ao Tanaka ít có kinh nghiệm ở các đợt tập trung trước đó, nhưng vừa có suất đá chính ở trận gặp Australia. Anh ấy có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Nhật Bản trong trận đấu đó. Tanaka là thành viên của Olympic Nhật Bản tham dự Thế vận hội Tokyo mùa hè vừa qua. Nhờ thế, anh ấy được huấn luyện viên Moriyasu quan tâm. Nikkan Sport viết thêm. Theo tờ báo này, trước trận gặp Việt Nam, tuyển Nhật Bản có ít cơ hội lắp ráp đội hình do khó tìm đối tượng có sắc quốc tế. Nikkan Sports phân tích, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuyển Nhật Bản không có cơ hội tổ chức các trận giao hữu quốc tế, vì vậy đội khó bổ sung lực lượng mới. Tờ báo của Nhật Bản dẫn lời huấn luyện viên Moriyasu, tôi muốn tập hợp những gì tốt nhất cho đội, cố gắng đưa Nhật Bản vượt qua vòng loại cuối cùng. Và thưa quý vị, trận đấu giữa Nhật Bản với Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Sau 4 lượt trận thuộc vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản có 6 điểm sau 2 trận thắng và 2 trận thua, xếp thứ 4 bảng B. Còn Việt Nam chưa có điểm nào, tạm xếp cuối bảng. Thưa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, nếu thấy hay thì hãy share và like video này. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất từ bóng đá được chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.